bạn. Hôm nay trời đẹp quá, nhưng mà con đường của mình đi đó, cảnh tượng này không hay chút nào hết. Đây là hai chiếc xe police đang dừng lại và các nhân viên đang làm việc với 2, 4, 5 của khoảng 4-5 chiếc xe như vậy đó các bạn. Và trong đó có một chiếc xe là đang kéo một con tàu. Thì vừa qua đó là một cái vụ tai nạn xảy ra dọc đường. Và mỗi khi mà trên đường mà có một cái tai nạn mà xảy ra như vậy đó các bạn, dù lớn hay là dù nhỏ, dù có thiệt hại tính mạng hay không, đều là gây tắc nghẽn giao thông giữa con đường đó các bạn. Vì sao tắc nghẽn? Ngày xưa mình đi các bạn mình cũng không có biết nữa, nhưng sau khi mà mình vượt qua khỏi cái con đường ùn tắc đó đó các bạn, thì mình mới thấy một cái điều rất là vô duyên. Nó vô duyên ở cái chỗ là người ta xảy ra tai nạn ở bên đó, chỉ một góc đường bên đó thôi, thì mặc kệ người ta đi, con đường của mình chạy thì mình cứ việc mình chạy cái, đúng không các bạn? Nhưng mà không, mấy người này lái xe đó không có liên quan liên can gì tới họ hết trơn á, nhưng mà họ vẫn phải chạy chậm 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 lại nhí một cái. Thì chiếc xe đầu làm vậy, chiếc xe kế cũng làm y chang như vậy, và nguyên một hàng gây sự chậm trễ trên con đường đi của người khác như vậy đó các bạn. Nhưng mà cái tình trạng này không bao giờ khắc phục được. Đó, lúc nào họ cũng dừng là họ dòm coi cái gì đang xảy ra vậy, cái chuyện gì vậy. Nói chung là nhiều chuyện đó. Thôi mình bỏ qua một bên đi ha. Bây giờ thì mình lại dẫn các bạn đi đi một đến một nơi. Cái trước mắt các bạn thấy dãy núi không? Dãy núi bạc đó các bạn. Và phía bên tay trái mình thì các bạn thấy rừng cây xanh luôn ha. Trông rất là đẹp mắt. Và bầu trời hôm nay thật là tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Thì mình sẽ dẫn các bạn đi đến một nơi có tên gọi là Waterton Glacier. Chỗ này đẹp lắm các bạn. Đây là một cái khu du lịch nổi tiếng. Và đây là cái biểu tượng khi mà đến á. Biểu tượng này các bạn thấy họ làm bằng một cái chất liệu kim loại rất là chắc chắn nha các bạn. Khắc những cái dòng chữ như vậy. Và đây là những cái lá cờ, hai cái cột treo hai cây cờ. Và cái máy của mình đang tiến phía sau, đằng sau cái hàng rào này các bạn. Đó là một cái khách sạn có tên gọi là Lakeside Resort and Spa. Ở đây khách sạn này thì không cao lắm. Thì như mình thấy, nhìn từ bên ngoài nhìn vào bên trong, đó chỉ có 2 tầng mà thôi. Và họ làm bằng gỗ ha các bạn, sơn màu đỏ hơi cam cam và màu xanh. Đó là hai màu chính. Và một cái màu rất là coi như là hơi vàng vàng các bạn ha. Đó là ba cái màu chính mà họ sử dụng để mà sơn phết phía bên ngoài của cái khách sạn này. Mình đang đi trên cái lề đường, và cái khách sạn này vẫn còn nối dài nha các bạn, vẫn nằm bên tay trái mình. Và đây là ba cái cây. Cây này cũng thuộc dạng là cây cổ thụ ha. Các bạn thấy cái thân gỗ rất là mập mạp ha. Và kế bên đó là bãi đậu xe các bạn. Và đây là một cái ghế ngồi xích đu hoàn toàn làm bằng cây gỗ thật. Và phía sau của cái khách sạn này các bạn là một cái dãy núi. Nói chung là bao bọc xung quanh đây là những cái ngọn núi cao. Và mình đang tiến tới trước mắt mình đó các bạn. Đó là một nơi để bán những cái quà phẩm lưu niệm có tên gọi là Village Gifts. Ở trong đó thì họ sẽ bán nhiều cái đồ để mà các bạn mua về làm quà tặng cho bạn bè, người thân của mình, cho họ biết là mình đã đến
cái chỗ này ha, Waterton Glacier. Và trước cái cửa các bạn, họ để một cái hình con gấu bằng gỗ trông cũng rất là dễ thương ha các bạn ha. Và đây là cái mùa du lịch, nhưng các bạn không thấy nhiều người lắm bởi vì ảnh hưởng của cái dịch Covid đó các bạn. Bên ngoài các bạn thấy là họ làm bằng những cái đá ha các bạn ha. Và cửa tiệm là mở cái bảng sign open, cái đèn nói là cửa tiệm còn mở cửa để cho du khách họ biết, họ đi vào, họ tham quan, họ mua sắm. Và phía xa xa là còn những cái trung tâm thương mại khác nữa. Và mình đang băng qua con lộ, đi qua con đường này nè các bạn. Và bên đây á, thì cảm thấy là rất là đông người, rất là đông người đi bộ trên đó. Mình có thể nói đây là cái con đường đi bộ dành cho người những người du khách đó các bạn. Đa phần là thanh niên ha, mình thấy thanh niên nhiều. Thanh niên cỡ khoảng 16, 17 tuổi cho các bạn, thấy họ cao lớn như vậy các bạn. Thì bên lề bên đây á, thì các bạn vẫn nhìn thấy được cái resort and spa mà mình vừa giới thiệu các bạn đó. Đó, đây là những cái vạch đường cho người đi bộ. Hiện tại bây giờ mình đang ở trên con đường Waterton Avenue và Mountain View Road. Đây là cái con đường chính. Nếu mà các bạn đến để mà tìm khu du lịch Waterton Glacier thì đây là cái con đường chính mà các bạn có thể dạo xung quanh ở đây và đi thẳng vào cái địa điểm chính để mà ngắm cảnh. Đó là một cái nơi đó các bạn, nhìn thấy được là cảnh sông cái lake các bạn, và người ta chơi tàu ở phía trước này nè. Các bạn đi thẳng thì các bạn sẽ thấy và những cái ngọn núi, và phía trên cái ngọn núi đó thì có một cái hotel nữa rất là nổi tiếng ha các bạn. Và xung quanh ở đây nè, các bạn thấy xe đậu, một cái bãi đậu xe rất là rộng. Và đây là cái nơi mà rất là nhiều người muốn tham quan, dù là một lần đã đến rồi, nhưng mà có dịp vào những cái mùa hè đó các bạn, họ vẫn trở lại, họ vẫn trở về để thăm Waterton. Và đây có tên gọi là International Peace Park. Và cái cảm giác khi mà các bạn đến đây á, các bạn sẽ có một cái cảm giác nó rất là êm đềm và lãng mạn. Waterton Glacier International Peace Park mỗi dịp trở về. Hy vọng các bạn enjoy video. Cảm ơn rất nhiều, luôn yêu thương và đồng hành cùng The Happy Bunny. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye và hẹn gặp lại.